12 bên kia thì Tân Bình và Gò Vấp dọc theo đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu đó. Nó là một cái đường ống thông hơi nha. Nó đang thải ra này. Và được bịt lại cái thùng xốp để che giấu. Dạ Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 10 giờ ngày 13 tháng 4 năm 2023, nhằm ngày thứ năm. Em đang đứng ở khu vực dưới chân cầu Tham Lương. Khu vực này là quận 12. Bên kia cầu, tức là bên trái của em chạy về đây này, là chúng ta đi về quận Tân Bình. Đó, ngay chỗ con đường Phan Huy Ích đó. Còn ngay chỗ vị trí này, nếu chúng ta quẹo phải ở đây là có con đường Nguyễn Văn Quá. Và đi thẳng thì chúng ta tới ngã ba Phan Văn Hớn với Trường Chinh. Còn đi thẳng nữa thì chúng ta về An Sương, về quốc lộ 22 đi Tây Ninh. Em vừa mới đổi dốc cầu trong các clip trước. Xuống đây thì thấy ở sau lưng của mình có một cái con hẻm sát bên dạ cầu đó anh chị. Cho nên là tạm thời em đứng đây để em nghỉ chân luôn. Rồi trước có một cái xe người ta đang đi quét bụi từ chỗ này qua chỗ khác. Đó, em đứng đây em nghỉ chân luôn. Thì thấy cái con hẻm này nó nhỏ lắm nha. Bên tay trái của em nè. Đó. Có rất là nhiều cây. Ở đây là cái cầu Tham Lương. Và tất nhiên phía dưới đó là cái kênh Tham Lương. Kênh Tham Lương đó anh chị. Thì nó là một cái kênh dài nhất của Sài Gòn mình. Và cũng dơ nhất và hôi nhất. Và ngày hôm nay người ta đang nằm trong cái dự án cải tạo với tổng số tiền đầu tư là 8.200 tỷ đồng. Đó, và được khởi công từ giai đoạn 2 là từ sau Tết đó, sau Tết của năm nay. Đó, và bây giờ em muốn mời cô bác anh chị cùng với em đi khám phá thôi. Hôm nay chúng ta đi khám phá cái dọc theo cái kênh Tham Lương. Cái vị trí này đây là lần đầu tiên em đi nè. Đó, em sẽ quẹo trái nha. Trái, mời cô bác anh chị cùng lang thang với em. Đây, ngay chỗ cái con đường này có hai hàng cây hai bên đây. Nhìn nó thơ mộng giống như cái vùng quê á. Đó, cái cầu Tham Lương này. Rồi bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị chạy dọc theo cái đường này. Đây bên phải em là cầu Tham Lương. Còn đây là cái con hẻm phía bên cầu. Khu vực này là quận 12. Em đang đi là quận 12. Ra ngoài cái bờ kinh Tham Lương thì chúng ta mới dễ hình dung hơn cái vị trí. Cái kinh Tham Lương này thì đợt này chúng ta cải tạo có tổng cái chiều dài một bên là 31 cây số đó. Còn nếu mà tính cả hai bên luôn thì nó khoảng 60 mấy cây. Đó, bây giờ thì mời cô bác anh chị khám phá. Đây lần đầu tiên em chạy về cái khu này. Đó, bên tay phải, bên trái là con đường song hành. Đây có một cái cục điều áp nước. Đó. Và bên trái đây là con đường song hành. Chúng ta đi dọc theo Trường Chinh, quốc lộ 22, đó, Xuyên Á. Rồi đó là em coi bản đồ đó, em coi bản đồ em thấy đệ vậy. Còn ở đây thì chúng ta có một cái con đường đường đá đất ha. Chúng ta chạy ra bờ kênh này. Đó. Khu này người ta có cái xưởng. Xưởng rồi em thấy đang bắn súng hơi giống như là bọc ghế da rồi đó. Đó. Con đường này là cái con đường đá nha. Bên tay phải của em á là cái bờ kênh Tham Lương. Còn bên trái ở đây dường như nó là một cái dự án gì á. Người ta rào tôn lại mà không có thấy làm. Đó. Và ở đây là chung cư Phúc Yên nè anh chị.
Nếu mà chúng ta băng qua đây đi thẳng ra là đường Phan Huy Ích, Tân Bình. Dọc đây thì người ta sẽ chạy, bên này thì chạy quận 12, bên kia thì Tân Bình và Gò Vấp, dọc theo đường Phan Huy Ích, Phạm Văn Chiêu đó. Còn chỗ này thì bên trái em là song song với đường Nguyễn Văn Quá, cũng không phải là song song đâu. Thì đây là những cái hình ảnh của cái con kênh Tham Lương. Nó khoảng 8.200 tỷ đồng mà được khởi công rồi mà không biết khi nào xong. Giai đoạn 1 là cách đây 21 năm rồi. Cách đây 21 năm. Xong rồi bị tắc nghẽn, không có làm được. Tạm ngưng. Đó. Bây giờ bắt đầu khởi công giai đoạn 2. Kênh thì nó đen lắm. Ở đây cây cối hơi cao cho nên là em cũng không có thấy cái dòng nước ở bên dưới. Đây người ta ra người ta bỏ rác. Như cô bác anh chị thấy là ở Sài Gòn mình thì có kênh Như Lộc Thị Nghè này nha. Bây giờ cũng ngon lành. Kênh Lọ Gốm đó cũng ngon lành. Thì nếu mà hoàn thành được cái con kênh Tham Lương Bến Cát nước lên này nữa thì coi như là đây là một con kênh đẹp và dài bậc nhất của Sài Gòn rồi. Hy vọng, tiếp tục hy vọng thôi. Ở bên kia là chúng ta nhìn thấy được có một cái thánh giá, một cái tháp chuông đó. Thì khu vực đó hình như là cái thánh đường Hy Vọng ở trên mặt đường Phan Huy Ích, nhà thờ Hy Vọng. Bên trái em đây là chung cư Thái An. Không biết con đường này dẫn đi đâu và đi bao xa. Thì em cứ chạy như vậy thôi. Khi nào nó hết đường thì mình sẽ tính tiếp. Bên kia nó cũng sẽ có một cái con đường giống như thế này đó, nó chạy dài xuống cầu Bến Phân, Thống Nhất, Gò Vấp, qua khu vực cầu Trường Đai, cầu Cuộc của Lê Đức Thọ đó anh chị đó. Còn bên này thì em chưa biết, xem bản đồ thì thấy đi cục đường là ra Nguyễn Văn Quá. Em cũng xem bản đồ trước khi đi thôi, chứ chưa biết có đi cái con đường này bao giờ. Ở đây một cái vị trí ngày hồi xưa người ta làm cái gì á. Thấy có vẻ giống như dàn mướp trồng cây. Rồi tiếp tục mời cô bác anh chị dạo kênh Tham Lương. Đó, lục bình trôi, nước đen. Trời bây giờ âm u rồi. Con kênh này mà hoàn thành xong, xe cộ lưu thông được thì chạy cũng đã lắm anh chị. Và nó cũng nối nhiều quận, hình như là đi qua tới 7 quận lần đó. Đó, 12 Tân Bình, Tân Phú, gì rồi Gò Vấp, rồi nhiều lắm. Về hướng cả Long An nữa mà. Đây chung cư Thái An gì. Cứ chạy cái tự nó tới đâu. Bên kia thì nhà cửa ngon hơn bên này. Giống như lạc vào một cái khu hoang vắng nào đó. Ở đây cũng đâu phải là xa lắm đâu anh chị, nó cũng sát bên mà, không phải đi ra các cái huyện ngoại thành xa vời đó. Có điều chỗ này nó tùm lum như vậy đó. Trời, chó quá trời.
bay gì đó. Các cái xưởng, các cái kho quay cái đít ra ngoài này à, các cái kho xưởng không anh chị. Bên kia ngon hơn nhiều. Và bên kia thì nếu mà đi thì như đoạn này không đi được nè. Em thấy cái đoạn này bên kia hình như nó sát bờ sông luôn rồi. Và sau những cái khu trường học, xí nghiệp là chắc mình không đi được. Bên này thì còn đi được khúc này thì cứ đi thôi. Tới khúc nào hết đi được thì mình sẽ quẹo ra. Em nghĩ là sẽ quẹo ra đường Nguyễn Văn Quá. Tại lúc này có coi cái bản đồ đó thì thấy mình chạy ra đường Nguyễn Văn Quá. Xuất phát từ cái kênh Tham Lương thì có lẽ là cô bác anh chị dễ hình dung. Cầu Tham Lương á, khu này ai đang đốt cái gì mà nghe mùi hôi dữ. Đó, xưởng này sản xuất nội thất rồi đó anh chị. Gỗ rồi đó, gỗ đá gạch men rồi nó tung. Người ta thường thuê mướn những cái xưởng ở đây, nó xa cái khu dân cư. Trái em ở đây có một khu nhà cũ quá trời ha, chắc bỏ hoang. Sông Vàm Thuật Bến Cát, sông Vàm Thuật Bến Cát, trường đây, ủa trường đây mà trường đây vậy trời, kênh Tham Lương, trường đây mà chỉ ý ngắn người ta đổi thành ý dài hả? Đây có một cái nhà này giống như cái kho cũ. Rồi tiếp tục, mời cô bác anh chị cùng đi với em. Phía trước có một con chó, nó đang đứng sẵn ngoài đường nó chờ. Không biết mình tới nó có ngoạm mình không đây. Hai con chó luôn. Khu này khu mua bán ve chai hoặc là sản xuất thùng cạc tông, bán ép đồ đó. Hình quá, con chó này nó đóng hàng, người ta đang đóng hàng. Chó này nó không có chạy ra, nó sủa. Đó, em mời cô bác anh chị đi khám phá thêm. Rồi hoang vắng luôn ha, bìm bịp dây leo rồi quá trời. Ở đây người ta đổ đá này, mấy cái xưởng ở đây người ta đổ mấy cái đá 3-4 lên cho xe tải đỡ dễ đi. Ở đây có cái vị trí bóng gốc cây mát quá, tự nhiên cái đi ngang đây là muốn bên kia anh chị thấy đó, con kinh Tham Lương đây, Bến Cát Tham Lương, Bến Cát Vạm Thuật. Bên kia là nhìn ra đường Phan Huy Ích vậy coi. Cái kho bãi. Ồ mát ghê luôn. Chỗ này thì nó cũng không có sạch sẽ gì lắm, nhưng mà nó mát được cái nó mát ghê. Có cái cây này đó, cô bác anh chị nhìn lại phía sau này. Đó, xí nghiệp, đường xá xa xôi đó. Nãy giờ em chạy đó. Vậy chứ bên này cũng hoang vắng nhưng mà nó đỡ ớn hơn bên Thủ Thiêm nha. Hồi trước em đi bên Thủ Thiêm thì em thấy sợ lắm, nhưng mà khu này bây giờ thấy
ổn hơn. Đó, còn kênh đó anh chị, nước đen Lục Bình Trôi đó, nó tùy đoạn, đoạn này nó thoáng, ít khu dân cư thì em thấy nó sạch hơn á. Chứ còn mà ngay chỗ khu dân cư mình ở, trời ơi thôi, người ta xả rác xuống rồi nước thải tùm lum á, nó hơn thế này nhiều lắm. Rồi em đi ra lại đây, vị trí này mát mẻ quá, có ai làm gà làm vịt ở đây á, lông quá trời luôn. Rồi giờ quẹo tiếp tục lên đường. Trời ơi, ta đốt, ơi ta thải gì ra. Cái này hình như không phải là đốt mà là thải. Mời các anh chị xem. Đó. Đó. Nó là một cái đường ống thông hơi nha. Nó đang thải ra này. Và được bịt lại cái thùng xốp để che giấu. Thôi em đi đây. Tự nhiên tới nghĩ tới mấy cái bộ phim Hollywood. Tại sao người ta lại phải giấu cái thùng, bít cái lỗ thông hơi ra như vậy. Ở bên kia có cái xà lan chuyên đi vớt lục bình. Đó. Bên kia cũng kho bãi, một bãi lục bình luôn, chị thấy không? Đã vớt lên. Đây là cái vị trí, chỗ này là cái vị trí người ta đặt rác này, người ta tập kết rác. Đó, ra đây là hết đường đá. Đó, vô đường ngon rồi. Không biết có chạy dọc theo cái kênh Tham Lương Vạm Thuật này nữa không, bến cát này nữa không. Đây có cái bờ kè lát gạch sẵn luôn rồi nè anh chị. Ồ, đây một cái khu mới luôn á, có cả công viên đồ này nọ. Ở phía dưới này hình như là hết rồi, không đi được. Đó, người ta đang làm mấy cái đê chắn, bởi vì là chắc là ngày xưa rồi lấn tùm lum ra sát cái bờ sông luôn. À, nên là người ta đang đặt mấy cái bê tông, người ta đẩy xuống có cái cần ép đó, làm cọc đó, làm bờ đê chắn đó. Rồi ở đây thì có một cái nhà máy, nhà máy đang làm cái gì mà rào ở trong. Mình chạy chút vô đây coi. Đó, nhà máy. Chỉ nghe tiếng quạt đồ chạy thôi. À, mấy cái khu này nhìn nó hoang sơ dữ. Đây cũng có nhà cửa, có đường xá từng lô rồi chứ. Người ta cũng đang bỏ trống nè. Ôi mấy cái kho nè anh chị. Kho bãi này. Cái khu này bị dở hết luôn á, sao kỳ. Bên này em thấy bị dở hết nè. Còn một số nhà ở đây.
này xây vỉa hè xong rồi nhưng mà đường chưa có xây, đường chưa có độ nhựa. Rồi em đi ra cái con đường nhựa nhỏ nhỏ này rồi quẹo vào khu dân cư, chắc là ra đường Nguyễn Văn Quá, quận 12. Nếu mà đường Nguyễn Văn Quá là chạy tới cậu chợ cầu luôn rồi đó, chợ cầu Quang Trung đó anh chị. Hay là ở đây ngay chỗ này có cái đường quẹo quẹo vào này. Em đi ngược lại chút xíu rồi em quẹo vào khu dân cư. Chà, không biết có đường quẹo vào không hay là mình phải đi ngược ra lại đây. Sao thấy hồi nãy ở đây có đường quẹo vào mà sao bây giờ nhìn thấy lạ quá vậy? Để em xem cái bản đồ coi. Chết, ở đây mà không xem bản đồ thì đúng là không biết được. Đúng lẽ mình đi ngược lại. Đang đi ngược lại. Ngược lại phía sau lưng có ra đường Nguyễn Văn Quá được mà. Để em quẹo lại cái nha, cái này về đường Nguyễn Văn Quá lại được không? Được chứ. Rồi ở đây thì theo bản đồ thì nó sẽ nói em quẹo trái, nhưng mà quẹo trái đâu có được. Quẹo trái là em thấy biết rồi đó. Tới đây quẹo trái là ra Nguyễn Văn Quá. Mà nãy em thấy có cái rào trắng. À được được được, đi qua khu dân cư nè, đúng rồi. Trời ơi. Rồi, mời cô bác anh chị. Đây, lúc nãy mà em quẹo trái là đi ngược lại, còn đây là mình đi thẳng là ra đường Nguyễn Văn Quá nè. À, chỗ này gần khu dân cư mà, có cái rào. Lúc nãy em đi từ xa em thấy có cái cổng nên em tưởng là đường cụt. Ở đây mình đi vô được nè. Đó, này mình ra đường à. Nguyễn Văn Quá, quận 12. Dạ, dạ. Đó. Đây có chùa Tịnh Thất Tân Lộc. Tịnh Thất Tân Lộc. Đây là cổng chùa đây anh chị này. Đó, bây giờ quẹo trái thì chúng ta ra lại kênh Thăm Lương, quẹo phải thì chúng ta ra lại khu vực cầu chợ cầu. Đây, mời cô bác anh chị quẹo trái nha, chúng ta đi ra lại Trường Chinh Thăm Lương nè. Đây là đường Nguyễn Văn Quá, quận 12.
văn hóa ngày hôm nay nè. Thôi thằng này em đi một đoạn đường cũng không có nhiều ổ gà ổ voi. Ở đây thì khu vực công nhân người ta ở nhiều, khu công nhân nhiều. Đây là Đông Hưng Thuận, công nhân người ta ở nhiều. Đây nhà hàng Đông Phương nè, bên trái của em nhà hàng Đông Phương. Đường này chắc có lẽ em nhớ ngày xưa là em có làm ở bên khu vực An Sương đó, em cũng hay đi đường này, thấy cũng hay kẹt xe lắm nha. Nhưng mà không biết dạo này buổi sáng buổi chiều thì có kẹt xe như ngày xưa nữa hay không. Thấy đường xá cũng trống vắng ghê chứ. Lâu lắm rồi em mới quay lại con đường Nguyễn Văn Quá này. Đường xá thấy trống vắng. Xe máy đồ lưu thông ngoài đường cũng ít. Ở đây có cái công viên nè. Công viên này ngon, công viên này chiều chiều ra đây tập thể dục cho bé đi chơi. Ngày hôm nay nếu mà không phải những cái khu dân cư, chung cư đồ này nọ thì rất là khó có những cái công viên. Ở đây có được cái công viên trên đường, con đường nhỏ mà công viên to. Đoạn này thì em sắp chạy ra lại cầu Tham Lương đó anh chị. Cái khu này em thấy nó cũng không có thay đổi nhiều so với ngày xưa em làm ở đây, cách đây cũng 5-7 năm gì đó. Chỉ có mấy cái cây này nó được tỉa bớt rồi. Còn ở đây thì nói chung là nó nằm kề sân bay á, kề phi trường Tân Sơn Nhất. Thành ra là để mà xây nhà lớn thì là khó, không có xây được, xây nhà cao không được, nó giới hạn. Đây là đường DHT02, Đông Hưng Thuận 2 đó. Ở đây các cái con đường nhánh á, người ta lấy cái tên của phường. Ví dụ như là đường phường Đông Hưng Thuận thì người ta đặt tên đường là DHT. Còn phường Thạnh Xuân hay là Thạnh Lộc hay là Hiệp Thành thì người ta đặt chữ TX, TL hay là HT đó. Rồi theo số thôi, số 1, số 2, số 3, số 4. Nên là cô bác anh chị về đây á, sẽ thấy những cái tên đường lạ như là DHT. Hồi đầu mà em mới về đây á, thấy đường DHT không hiểu là người ta đặt như thế nào luôn. Cuối cùng thì mới ngộ ra là người ta đặt theo cái phường, phường Đông Hưng Thuận. Quận 12, đó. Thì em thấy ở quận 12 với Hóc Môn á, người ta hay đặt cái tên đường theo cái kiểu này. Chắc có lẽ là do cái con đường hẻm ở đây nó nhiều quá. Đó. Hẻm ở đây nó nhiều. Rồi mấy con hẻm lúc đầu thì nó to nữa, nó to như cái đường á. Thành ra người ta đặt tên theo, đặt tên đường luôn chứ không có hẻm nữa. Mà đặt tên đường thì nhiều đường quá cũng không biết lấy tên đâu đặt, nên là lấy tên phường. Em chạy có một đoạn nữa là ra tới cầu Tham Lương lại rồi. Bên trái em là trường Hà Huy Tập.
xăng. Đó, bây giờ là em chạy ra tới đường Trường Chinh đây anh chị, với cái cầu Tham Lương. Thì bây giờ em sẽ mời cô bác anh chị chúng ta quẹo phải xong đi về Phan Văn Hớn quẹo ngược, để cô bác anh chị dễ hình dung cái vị trí lúc đầu mà em đứng đó. Đây là đường song hành quốc lộ 22, cô bác anh chị quẹo phải là đi qua xa lộ Đại Hàng luôn á. Đó, đây cái chỗ này thì em sẽ quẹo phải nha. Quẹo phải á, là chúng ta sẽ đi trên con đường Trường Chinh. Đây nè, ngay chỗ cái vị trí này là cái vị trí lúc đầu em xuất phát, ngay chỗ cầu Tham Lương đó. Thì bây giờ để cô bác anh chị dễ hình dung thì em sẽ quẹo bên phải đây. Đó, bên phải đi về hướng của Trường Chinh, nhập vào đường Trường Chinh. Nhập vào đường Trường Chinh rồi thì ở phía trước có một cái ngã ba. Ngã ba đó là một đường quẹo qua Phan Văn Hớn bên trái. Đó, thì bây giờ em sẽ quẹo trái. Ở đây em chạy nhanh một chút nha, tại vì dòng xe quẹo trái. Đây, ngay vị trí này. Đó, đi thẳng thì anh chị về Phan Văn Hớn. Phan Văn Hớn đi về khu vực cái đệ bọt metro Bến Thành Tham Lương. Ở đây em quẹo quay đầu là đi lên cầu. Ồ, đi lên cầu Tham Lương lại đây anh chị. Lên cầu Tham Lương, đường Trường Chinh hướng đi ngược về Bà Quẹo đây. Còn nếu mà quẹo phải ở ngay cái vị trí này nữa đó thì chúng ta sẽ đi bên cái dạ cầu tiếp theo, giống như ngay đầu em xuất phát. Đó, quẹo phải ở đây là chúng ta đi tiếp tục dọc kênh Tham Lương. Rồi, mời cô bác anh chị lên cầu Tham Lương và đổ dốc cầu Tham Lương. Em sẽ tạm dừng các clip của mình ngày hôm nay, mời cô bác anh chị đi khám phá một chút và khu dân cư, cuộc sống của bà con mình dọc theo cái bờ kênh dài nhất Sài Gòn này. Và chúng ta thấy được là nó vẫn còn hoang vắng lắm. Mai mốt làm cái bờ kênh đẹp đó thì sẽ có cái đường đi qua các quận mà nó nhanh hơn, ít khu dân cư hơn, ít khu dân cư chạy nó đỡ nguy hiểm hơn, và ít đèn xanh đèn đỏ hơn, nó giống như là kênh Nhiêu Lộc. Ở độ dốc cầu thì bên trái sẽ là đường Phan Huy Ích, còn đi thẳng chúng ta về Bà Quẹo. Và ngay cái vị trí này em xin được tạm dừng các clip của mình. Một lần nữa xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có những giây phút bình an, sức khỏe và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Có bây giờ là xe bắt đầu người ta đi vào trung tâm xếp hàng dài, anh chị thấy không? Bên này thì còn bán hàng rong lặt vặt vỉa hè được. Quá trời luôn. Rồi, hẹn gặp lại cô bác anh chị ở các clip sau. Bye bye.